hay sao? Hãy đợi đấy. Ra. Không phải, cái đầu trông lạ lắm. Thế con gì? Đi gọi bắt nhím. Đi. Wow. Không phải tiếng lão mèo ra. Mình thì giống mèo già, nhưng cái đầu thì không phải. Con cứ tưởng ngài là bác mèo già ạ. Lão mèo già là thằng nào? Dạ bác mèo già ở khu này ạ. Chúng con sợ lắm. Thân mình thì giống, nhưng cái đầu... Cái đầu thì sao? Từ bé tới giờ con chưa gặp ai có cái đầu như ngài ạ. Lão, lão quá. Vậy ta là ai? Dạ trông ngài chả giống ai cả. Thiên hạ thường nói mèo già hóa. À mà không phải, ta là Linh Miêu. Linh Miêu à. Linh Miêu. Đúng, ta là Linh Miêu, sứ giả của thiên đường. Các người có biết thiên đường ở đâu không? Kìa, nơi đó thực sự là sung sướng. Thích làm gì thì làm, thích ăn gì thì ăn. Cây cối thì bốn mùa xanh tốt, chẳng phải lo mùa đông mưa rét, cũng chẳng phải lo đói. Thế thì thích quá, không phải lo đi kiếm ăn. Đúng vậy, ta được thiên đường phái xuống đây để tuyển chọn các ngươi. Xin ngài cho con lên thiên đường ạ. Cho con đi luôn ạ. Chưa được, ta còn đang mệt. Và lại, ta còn phải lựa chọn chứ. Dạ mời ngài ạ. Dạ đây nữa ạ. Đáng quá, bọn mày chỉ toàn kiếm được cỏ cây thôi à? Không ạ. Thế không có. Thế ngài cần gì ạ? Ta thèm. À mà thôi, lại đây.
Ngoan lắm. Những ngày qua ta thấy ngươi rất ngoan chăm sóc ta. Ngươi sẽ được lên thiên đàng đầu tiên. Sáng mai chúng ta sẽ lên đường. Cả hai anh em con chưa ạ? Không. Thế con anh Nhím? Thưa ngài. Mỗi lần chỉ được một đứa thôi. Ta sẽ cho từng đứa một lên thiên đường. Cứ yên tâm. Rồi tất cả các con sẽ được lên thiên đường mà. Mười ngày ạ. Mười ngày. Em ở lại chờ lần sau nhá. Cứ ăn lấy sức khỏe để theo ngài Linh Miêu lên thiên đường. Cậu ăn đi. Còn lại thì mang theo. Cứ chuẩn bị đi. Cứ ăn đi cho béo. Càng ngon. Này Nhím. Thưa Linh Miêu, ngài đã về rồi ạ? Thế rúi... Thế là rúi đã được lên thiên đàng rồi. Sướng lắm. Nó nhớ các con lắm đấy. Thế gà rừng đâu? Dạ, mấy hôm ngài đưa rúi lên thiên đường, gà rừng đi tìm bạn ạ. Tốt quá. Thêm một con gà nữa càng tốt. Dạ, nghe con kể chuyện rúi được lên thiên đường, thỏ nâu cũng muốn theo. Tuyệt vời. Thế thỏ nâu đâu? Ngay. À đây rồi. Kính chào ngài Linh Miêu. Con có chút quà. Wow. Lại đây thỏ nâu. Ngon ngoan lắm. Vừa miếng lắm. Thưa Linh Miêu. Thưa Linh Miêu. Thế anh rúi... Rúi lên thiên đường rồi. Sùng sướng lắm. Ăn chơi thỏa thích. Muốn gì cũng có. Chẳng phải làm gì cả. Ôi, rúi sướng thế nhỉ. Thưa Linh Miêu, bao giờ thì đến lượt chúng con ạ? Ta còn phải chọn ngày lành tháng tốt. Mà còn phải xem bọn bay thế nào đã chứ. Thưa, hình như con thấy miệng ngài rộng ra. Lên thiên đường, ta và rúi vui quá. Cười suốt cả ngày, ăn suốt cả ngày. Ăn nhiều, cười nhiều thì mồm phải rộng ra chứ. Dạ, thế còn những vệt đỏ... Vệt đỏ nào? Dạ, những vệt đỏ... Trên mém ngài ạ. Cái thằng gà này. Các người tinh thật đấy. Đây là các vị trên thiên đường đánh dấu son cho ta khi ta đưa rúi đến. Rồi đến lượt các ngươi, từng đứa một, ta đưa lên thiên đường, ta cũng được đánh dấu, dấu đỏ đầy mặt. Mà thôi, ta đói rồi, phải kiếm cái gì về đây ăn chứ. Thịt thỏ mềm hơn thịt rúi. Thỏ nâu, con sắp được lên thiên đàng rồi. Ê, không được. Gà rừng, không xong rồi. Gà rừng. Gà rừng, ngươi phải lên thiên đàng ngay. Này Nhím, con có công chăm sóc ta và rất trung thành, lại đưa được thỏ nâu về đây nữa. Dạ, con đang mong được lên thiên đường như anh rúi ạ. Được rồi, sẽ đến lượt con. Béo lắm, ngoan lắm. Dạ. Con cũng sắp được lên thiên đường đấy. Gà rừng, trên thiên đường rất cần tiếng hát của con. Dạ, thưa ngài, con... Đúng rồi, con lên thiên đường tha hồ gáy, tha hồ hát, tha hồ là bình minh. Lên thiên đường con được yêu quý lắm nhé. Ăn đi, còn lấy sức mà đi. Cố ăn cho béo tốt, chờ ta về nhé. Gà rừng đi may mắn nhá. Đi cẩn thận nhá. Nào, lên đường thôi. Hướng mặt trời, theo ta kẻo lạc nhá. Nhanh lên. Các bạn ở lại nhá. Nếu có thiên đường, tớ sẽ về đón. Ừ,
Kìa, gà rừng, sao người đi đứng hấp tấp thế hả? Thưa ngài, cái giống nhà con cứ phải vừa đi vừa vỗ cánh vậy ạ. Ở đường xa vừa đi vừa nói chuyện cho nhanh đến đích chứ. Con sợ ngài mệt ạ. À không, đến thiên đường rồi nghỉ một thể nhỉ. Gà rừng. Trời chiều tối rồi, ta đã mệt nhoài vì phải chạy theo con. Thầy cho ta tìm chỗ nghỉ đi. Phía trước có cây to, chắc có chỗ cho ngài nghỉ ngơi ạ. Này gà. Dạ. Còn đêm nay nữa thôi. Thưa ngài, mai là tới thiên đường ạ. Đúng vậy, con nằm lại đây gần ta nào. Sắp tới thiên đường rồi. Lại thằng nhím. Thưa ngài, sao thế ạ? Ta vừa cứu con đấy, con rắn to quá. Ôi, thế thì may cho con quá. May cho con à? Thoát sao được. Đêm nay mày sẽ lên thiên đường. Cùng lên thiên đường nhé. Gà này, sao con ở trên ấy, xuống đây với ta nào. Con sợ. Để đã có ta mà, xuống đây, ta sắp phải giã biệt con rồi. Thương hài, giống là con quen ngủ trên cây. Ta thương con lắm, để ta lên với con nha. Wow, 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 wow. Ngài Linh Miêu lên thiên đường rồi, lên thiên đường rồi. Đây mới là thiên đường của chúng ta. Thank you.
vào. Thank you.